Từ 15 giờ ngày 19 tháng 9, giá xăng dầu được điều chỉnh. Theo đó, giá xăng tăng nhẹ, kết thúc chuỗi giảm giá 4 lần liên tiếp trước đó. Còn các loại dầu tăng giảm đan xen. Phương án điều hành xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của chính phủ. Sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, xăng E5 RON 92 tăng lên 18.941 đồng một lít, tăng 51 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng 127 đồng một lít lên mức 19.762 đồng một lít. Các loại dầu tại kỳ điều hành này được điều chỉnh tăng giảm đan xen. Dầu diesel còn 17.043 đồng một lít sau khi giảm 122 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 239 đồng một lít, còn 17.551 đồng một lít. Dầu ma rút tăng 359 đồng một kg lên mức 14.826 đồng một kg. Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu ma rút. Theo đại diện Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 chịu ảnh hưởng của các yếu tố như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định cắt giảm lãi suất, bão tại vịnh Mexico của Mỹ, nhu cầu dầu của Trung Quốc vẫn yếu, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Các yếu tố vừa nêu khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng giảm tùy từng mặt hàng. Thưa quý vị, trong khi người dân các tỉnh phía Bắc đang gánh chịu nỗi đau sau bão số 3, tức bão Yagi, một video có tựa đề quả báo làng lũ Lào Cai xuất hiện trên YouTube khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ vì nội dung xuyên tạc và giật tích câu view. Video này đã gây nên làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Video quả báo làng lũ Lào Cai dài hơn 42 phút kể về câu chuyện một con hổ quấy phá người dân trong làng. Mặc dù nội dung không hề liên quan đến làng lũ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nhưng cách đặt tiêu đề đã tạo ra sự hiểu nhầm nghiêm trọng, khiến nhiều người dân đau lòng khi liên tưởng đến ngôi làng này, nơi vừa trải qua thiên tai khủng khiếp. Kênh YouTube này với hơn 324.000 lượt đăng ký đã đăng tải nhiều video gây tranh cãi. Trong trường hợp này, việc lợi dụng nỗi đau của người dân để giật tích câu view không chỉ gây bức xúc mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, luật sư Hà Hải thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các kênh YouTube khi đặt tít cần tuân thủ quy định pháp luật, không bôi nhọ, xúc phạm danh dự, làm nhục người khác, không vi phạm thuần phong mỹ tục. Trước việc người đăng video có tựa đề quả báo làng lũ Lào Cai, luật sư cho rằng đây là hành vi phản cảm, tạo tâm lý hoang mang trong dư luận. Luật sư Hà Hải chia sẻ, giữa lúc cả ba miền đất nước đang tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả của thiên tai, mà chủ kênh YouTube lại đăng video với tít như thế là phản cảm, đi ngược lại với toàn bộ nguyện vọng của số đông, tạo tâm lý hoang mang, chia rẽ và có dấu hiệu mê tín dị đoan. Cơ quan chức năng cần mời chủ kênh YouTube lên làm việc, xác định rõ về động cơ, ý thức của người đăng video này. Trên cơ sở đó, tùy tính chất, mức độ vi phạm mà các cơ quan chức năng mới có thể xử lý vi phạm hành chính. Trong khi đó, luật sư Trương Văn Tuấn thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi của chủ kênh YouTube này được xem là có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Luật sư này nhận định, chủ kênh đăng video với tựa đề quả báo làng lũ Lào Cai có thể xem là hành vi đăng tải những thông tin bịa đặt, xuyên tạc sự thật về làng lũ nhằm câu view, câu like. Đây được xem là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý vi phạm hành chính tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Luật sư Trương Văn Tuấn phân tích, căn cứ theo quy định tại Điều 101, Nghị định 15 năm 2020 được sửa đổi bởi khoản 37, Điều 1, Nghị định 14 năm 2022, người có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, thì có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Bên cạnh đó, người thực hiện hành vi còn bị buộc phải gỡ bỏ thông tin bịa đặt vi phạm pháp luật theo quy định tại khoản 3, Điều 101, Nghị định 15 năm 2020 được sửa đổi bởi khoản 37, Điều 1, Nghị định 14 năm 2022. Thưa quý vị, trước đó, báo Thanh Niên đưa tin thì Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, tức PA03, Công an thành phố Hà Nội đã nhận thông tin về vụ việc. Khi đang vào cuộc xác minh, cơ quan này nắm được Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tức A05, Bộ Công an, đã tiến hành xác minh. Nguồn tin cho hay, vụ việc đang được A05 phối hợp với Công an quận Cầu Giấy tại thành phố Hà Nội làm rõ để xử lý theo quy định.
Bên cạnh đó, Sunrise Media được cho là đơn vị quản lý kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ đã đăng nội dung gây phẫn nộ này. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, tính đến ngày 17 tháng 9, khoảng 73.000 khách hàng bị ảnh hưởng do bão số 3 với dư nợ ước tính khoảng 94.000 tỷ đồng. Dự kiến số lượng khách hàng và dư nợ bị ảnh hưởng sẽ còn gia tăng trong những ngày tới do các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đang tiếp tục thống kê, cập nhật. Theo thống kê sơ bộ của 4 ngân hàng thương mại BIDV, Vietcombank, Agribank và Vietinbank, có khoảng 13.494 khách hàng bị ảnh hưởng với số dư nợ ước tính 191.457 tỷ đồng. Tại buổi làm việc giữa Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng để trao đổi triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 gây ra diễn ra ngày 18 tháng 9. Tại Hà Nội, đại diện Agribank cho biết, qua thống kê sơ bộ đến ngày 16 tháng 9, Agribank có trên 12.600 khách hàng vay bị thiệt hại do bão số 3, ước tính dư nợ bị ảnh hưởng gần 25.000 tỷ đồng. Để khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3, Agribank đã rà soát, thống kê và liên hệ với khách hàng nhằm nắm bắt các khoản cấp tín dụng đến hạn nhưng khách hàng không có điều kiện trả nợ do thiên tai, kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,5 đến 2% một năm và miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả trong thời gian từ ngày 6 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 12. Đại diện Vietcombank cho biết từ ngày 9 tháng 9, nhà băng này đã cho thống kê thiệt hại, đồng thời đề xuất các bộ phận chức năng xây dựng các chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Sau khi rà soát, Vietcombank đã tiến hành hỗ trợ giảm 0,5% mức lãi suất vay đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi bão. Dự đoán Vietcombank sẽ tiến hành giảm lãi suất với tổng dư nợ khoảng 130.000 tỷ đồng. Đại diện BIDV thông tin, ngay sau khi có chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, BIDV đã rà soát, đánh giá tình hình trong toàn hệ thống, chủ động thực hiện cơ cấu nợ và miễn giảm lãi cho khách hàng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng có kế hoạch giảm lãi suất cho vay và hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng vay mới, đặc biệt là khoản vay ngắn hạn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh từ ngày 6 tháng 9. Mức hỗ trợ lãi suất cho vay mới dự kiến khoảng 1%. Đối với khoản vay hiện hữu, ngân hàng xem xét giảm lãi suất ở mức 0,5%. Bên cạnh đó, BIDV ban hành gói tín dụng 200.000 tỷ đồng hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay vốn để phục hồi hoạt động sau ảnh hưởng của bão, kể cả cho vay ngắn, trung, dài hạn, với mức lãi suất ưu đãi hơn mức cho vay thông thường. Tương tự các ngân hàng thương mại khác, theo đại diện Vietinbank, ngân hàng này cũng tiến hành các chương trình ưu đãi lãi suất, hỗ trợ tín dụng giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cũ và hỗ trợ lãi suất vay đối với khách hàng mới theo chỉ đạo của chính phủ để hỗ trợ khách hàng khắc phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.